Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm găng vàng nhà mình. Cây này bán thành phẩm nhà mình nha. Cây này siêu lũ luôn. Lũ rinh của cây nha. Ngay kiểu chỗ đây có tác động máy chút xíu thôi. Nó liền hết luôn nha. Cây này bán thành phẩm ở nhà mình. Cây cực kỳ duyên luôn nha. Cây này có mã số là 41. Có cái hòn hòn gốc này em đo này là 77 nha. Còn cái hòn ngay cổ đây này là 23. Tán rộng 70. Chiều cao là 50 nha mình nha, tính từ mặt chậu mình lên tới đỉnh nha. Cây đang nằm cái chậu oval lọt lòng là 52 nha mình. Rồi tác phẩm này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha. Là 4 triệu 3 em bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Một tác phẩm găng vàng nha mình. Cây này siêu lũ luôn nha. Lũ nguyên rinh nha mình. Có tác động mấy chút xíu đây thôi. Nó liền hết luôn nha. Cây tây cành này mịn màng luôn. Cây này là em gửi cả chậu luôn nha mình. Găng vàng nha. Hoa trái rất là đẹp luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rất là duyên cây. Nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Xem tin vui vẻ luôn nha. Một tác phẩm găng vàng. Cây này nuôi cũng lâu rồi nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 41 nha. Em xin giao lưu nhanh luôn là 4 triệu 3 em bao ship cả chậu nha mình nha. Nếu được duyên ưng ý thì rước em nó ủng hộ nhà vườn luôn. Cây tây cành mịn màng siêu lũ luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn.